Mấy anh đi chưa? Nãy em đi á, em rồi chưa? Đóng giữa. Được. Quang ly nữa.
Thank you.
Thank you.
Dạ ha. Dạ dạ. Dạ 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 dạ. Thank you.
Hết giờ thì chịu à. Chị gọi nó khó hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tính mình kia cái xe mình không có luôn, sao mình chỉ có đầu chiếu lên kêu buông gom luôn chứ không đỡ chưa chạy qua không cái nữa. Wow.
Đi đây mới đúng ha. Tọt không háo xuống chứ đi đâu. Không có đi xe đây mới gì đúng. Đi xe đó tọt không háo xuống là thua rồi. Chọn không háo xuống là thua rồi. Bậy. Mình quên. Cầm con này. Người đang dọn pháo mình. Mở xe nhóm ăn lên. Thì đó là cũng nhiều nước quýnh. Thỏ xuống một cái là thua rồi. Mấy thỏ xuống một cái là thấy muốn buông gươm rồi. Đúng rồi hả? Đúng luôn á. Thấy không? Chọn xuống một cái là đứng dài thêm một chiếc cây. Đâu dám ăn lên. Một chiếc xe. Đá phá qua bắt chiếc cây thì thua rồi. Gì anh uống em á, em đang chọn tới rồi lắm á. Ngon hơn, xong ngon thấy hơn. Chút năm cũng có chút tiền. Ngon hơn, xong ngon hơn.
chơi luôn hả? Chơi luôn à, qua đi đón gió với anh. Chơi quá vui luôn không? Nó đâu có máu lửa luôn. Nó dạo viên lầy. Một đi không trở lại. Kinh kha là nó một đi không trở lại. Từ 10 phút nó lại là ok. Còn lâu nữa thì 15 phút nào. Chứ còn giờ mà chơi là 2 3 50 phút lâu quá. Không sáng coi nghĩ quýnh quýnh đi nước tào lao quá, yếu nhiều. Nhiều nó yếu quá chứ cờ nó cũng không đánh đổi không. Trời đó hình cũng được. Nay nó quýnh sao? Thua dễ vậy. Thua dễ vậy. Cờ bên đây mình dịch dễ dàng được rồi thôi chứ mà ha mà cái xe đi gặp quân sĩ bé luôn đi luôn anh đang dụ mình có điểm cái gì vậy? Nếu mà không lên tượng thì hiện quan có điểm một chiếu vậy vậy nét một cái điểm với nước ác nhất phòng nhanh cái này khô khô chứ không cái này vậy đổi chỗ đi, đổi chỗ đi, đổi chỗ qua đây nè.
được đâu. Bệnh nhị gan với đó, bệnh đó cho chung sĩ đó. Bệnh kia đâu không được một cố. Nói gì nó khác nhau chứ, thấy không được, nó gần nữa, nó xa quý nó khác. Nhưng mà họ tí hơn rồi, chốt nó xuống được. Thấy chưa, nó đã bị chúng ta đói rồi đó. Đã là quân mình đau quá không? Mình đã là quân mình đau quá. Vô có đầu làm luôn không? Cái đứa mà nãy mình bệnh pháo ở đây nè, là bên kia phải lo đỡ với đứa kia, đâu có dám chuột đi xuống tự do được. Là nó khác ta. Mình còn làm trên đâu gây nguy hiểm cho mình đâu, mình đâu có sợ. Tại vì đâu có đi gần quá, mình thấy mình ớn rồi. Đâu à, xin giấy rồi. Mình chưa cấp giấy phép mà rồi đi. Ăn vô cái pháp lộn về cái lộn chú bí chứ. Đừng giấy vậy. Đập cái đầu đi.